9 thói quen tốt trong ngày chỉ qua một video. 1. Tập thể dục một lần trong ngày. 2. Không dùng điện thoại trong vòng 2 giờ trước khi đi ngủ. 3. Ăn chín 3 bữa, ăn nhẹ 3 lần. 4. Ăn 4 thực phẩm vào buổi sáng. 5. Ăn 5 loại hoa quả, rau xanh. 6. Ngồi thiền 6 phút. 7. Uống 7 cốc nước. 8. Ngủ 8 tiếng. 9. Đi bộ 9.000 bước. Một ngày bạn có bao nhiêu thói quen tốt? Hãy để lại comment bên dưới nhé! Những thói quen làm hại não của bạn không hề xa lạ. Đầu tiên là việc không ăn sáng. Lượng đường trong máu sẽ thấp dẫn đến thiếu hụt các dinh dưỡng cung cấp cho não, làm suy giảm chức năng. Tiếp theo là ăn nhiều đồ ngọt, gây cản trở việc hấp thu chất đạm và các chất dinh dưỡng khác, từ đó dẫn đến suy dinh dưỡng và ảnh hưởng đến sự phát triển trí não. Ngay sau đó là sự thiếu ngủ triền miên, đẩy nhanh sự lão hóa của các tế bào não, làm cho các tế bào não chết sớm hơn. Kế tiếp là việc trùm chăn khi ngủ. Trong chăn khí oxy ít đi, lượng CO2 nhiều hơn làm thiếu oxy chạy lên não. Cuối cùng là ít nói chuyện. Ít nói chuyện sẽ hạn chế sự phát triển của não vì ngôn ngữ được quản lý bởi một phần nhất định trong não. Vì thế nên tránh xa những thói quen xấu này vì nó sẽ hạn chế sự phát triển của não bộ bạn đấy.